Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiết mục Múa Lời Cây Đàn Tròn của giảng viên hướng dẫn Diệu Quý. Và để tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục Độc Tấu Đàn Nhị, biểu diễn nghệ nhân Lý Giá Giờ, đối văn nghệ thôn Lao Trải, xã Trịnh Tường. Xin mời quý vị chúng ta cùng thức. Xin cảm ơn tiết mục Độc Tấu Đàn Nhị do quý nghệ nhân Lý Giá Giờ. Và để tiếp theo chương trình, xin mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con chúng ta sẽ đến bài hát Lời Kể Miền Địa Đàng, giảng viên hướng dẫn Kim Xuân Hà, biểu diễn tốt nam nữ câu lạc bộ dân ca dân vũ xã Hàng Lược. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng đón xem.
Oh,
Vâng, xin cảm ơn tiết mục sáu chút khát vọng vừa rồi. Và để tiếp theo chương trình, xin mời các quý vị đại biểu quốc quý cùng toàn thể bà con chúng ta sẽ đến với tiết mục hát dân ca hàng nghỉ chè chu lý chè giảng viên hướng dẫn Kim Xuân Hùng biểu diễn tốt nam nữ cùng bộ dân ca dân vũ xã Trịnh Tường. Xin mời các quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Biểu diễn nghệ nhân Lý Giá Gờ, đối văn nghệ Phê Lao Chẳng,
sao chị nhờ xin đi mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Xin cảm ơn tiết mục của Tố Sáo và của nghệ nhân Lý Giá Giờ. Và để tiếp theo chương trình, sau đây xin mời chúng ta cùng đến với tiết mục múa Về Bát Sát Cho Em, giảng viên hướng dẫn Diệu Thúy biểu diễn tốt nữ câu lạc bộ dân ca dân vũ xã Trường Thượng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Trên vai tắm hoa trong sương mơ đường.
thì thiết bị bây giờ cũng là